À, vô đi. Cái mặt xinh thôi rồi. Vậy đuôi này. À, trả lại với mẹ đi. Mẹ này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình phát hiện được hai mẹ con nhà cừu để lạc ở trong rừng các bạn ơi. Con cừu non mới vừa sinh nè đúng không bạn ạ? Nhỏ xíu à. Đi còn chưa vững nữa, hai chân còn rung. Chắc là vừa sinh xong à. Thường thường ở khu vực này có một bầy khoảng 10 mấy 20 con đấy. Cừu bên này nuôi thì người ta thả trên rừng vậy thôi. Đấy, tự đi ăn xong rồi cuối ngày thì tự về chuồng, không có ai trông nom cả. Là hôm nay đàn đi về mất rồi. Hai mẹ con này mới vừa sinh. Xung quanh sinh chỗ bãi biển luôn, rất là đẹp. Xung quanh đây là biển. Bây giờ đang kêu bầy đây, biết mình tới bắt có cho không, sợ nó hút ạ. Bắt được rồi các bạn ơi, dọa nó hơi sợ. Rung đẹp lắm các bạn ạ. Bắt ra chỗ sáng chơi xong lát trả lại cho mẹ đó. Chủ ra mà thấy đánh không còn khúc xương. Chủ ra mà thấy là đánh không còn khúc xương luôn này. Thôi để coi chú tôi trả về cho mẹ đó, cho nó lạc mẹ đó. Mẹ đang kêu nè. Đẹp lắm các bạn ạ. Chân đứng còn chưa vững luôn. Mới vừa sinh xong. Nè. Nè. Nè, chào khán giả cái nè. Chào khán giả cái. Cho mượn tí thôi, lát trả lại. Không làm gì đâu. À, đẹp lắm rồi này. Đẹp. Giờ biển tắm biển nha. Nha, mọc sừng luôn này. Thôi mượn tí mà, mượn tí trả lại. Đẹp quá. Đây là ăn cái gì đây? Mới uống sữa. Mới vừa đẻ luôn, miệng còn dính máu đây. Mẹ liếm chưa hết đây. Mẹ ta. Thôi trả lại cho mẹ nó. Trả lại cho mẹ nó thôi. Không thì sợ mẹ nó sợ quá. Mẹ nó sợ quá chạy. Chạy mất đi thì lạc mất con nó, nên sao đây mình không tìm ra. Kêu gì dữ vậy? Nè, trả lại nè. Trả lại cho con á. Vẫy đuôi thôi. Nuôi cho mập đấy nhá. Mới vừa đẻ xong. Bây giờ 6 giờ mấy, gần 7 giờ chiều rồi.
Ở bên này mặt trời đang sáng này. Đi theo luôn, đi theo với chuồng dân nó mà biết được dân người ta đi tàu xung quanh này, dân biết được người ta đánh chết. Đi theo hai mẹ con luôn, ráng nuôi đây nha. Ở đây có kỳ đà không đấy, kỳ đà lớn nó bắt nó ăn thịt đấy. Ở đây kỳ đà nó 40-50 kg có đó các bạn ơi, nên là nó mà bắt được nó ăn thịt thật đấy. À, thì bắt đi chập trứng này, bắt lợn. Nè, đi ra chỗ này, đi ra chỗ này, đẹp chưa? Kéo đi, kêu cho mẹ tới đi. Bắt về núi luôn à. Nè, chào khán giả cái này. Chào khán giả cái đây. Đẹp lắm các bạn ạ. À, mượn tí lát trả lại nha. Không bắt đâu nha, về với mẹ một con sữa uống. Vô đi. Cái mặt xinh thôi rồi. Về đuôi này. À, chạy lại với mẹ đi. Mẹ này, mẹ mẹ đây. Có bắt đâu mà, mượn tí thôi, làm gì dữ vậy? Hả? Mẹ. Rồi. À, hai mẹ con chào bé nào. Chào bé. Nè, chào bé. Ở đây lạc bầy rồi, sống một mình trong rừng luôn á. Thành thú rừng luôn á. Này được à. Bắt về mua sữa cho uống, nuôi lên tàu luôn. Nói chứ sống với mẹ nó chứ, tách mẹ con nó tội. Mới vừa sinh xong. Cho quay tí nha. À là tốt đấy. À, chào bác. Chào bác. Ừ. Chào bác. Rồi chào cái đi nào. Chào khán giả cái rồi ta tắt máy nào. Chào cái nào. Chào khán giả cái. Ê, bé. Bé. Ở bên Mã Lai này là đảo hồi các bạn ạ. Cho nên là người ta không có ăn thịt heo. Thực phẩm chính là thịt bò với lại thịt cừu với thịt dê các bạn ơi. Còn lại thịt heo bên này người ta không có ăn. Cho nên là cừu với dê bên này người ta nuôi phát triển lắm. Đấy, chào các. Ừ, có gì không?
Để ăn cái gì hái cho nó ít cỏ đã này. Rồi nha. Tắm nuôi con nhà tốt nha. Bye bye nha. Bye bye nào. À. Ơi đây không biết ngủ chỗ nào đây. Thôi mình đi ra biển dạo rồi các bạn ơi. Chiều chiều tính ra ngoài bãi biển dạo mà. Đi ngang rừng này thấy hai mẹ con gì nè. Thấy hai mẹ con nhà cừu mới vừa đẻ xong. Cho nên là lấy máy quay ra quay luôn. Rồi bây giờ đi tội chứ ta. Rồi sống được mà. Tự nhiên sinh tồn thôi. Giờ đi ra biển dạo dạo tí cho mát. Xong về các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé.